Chuyện gì vậy anh? Má và Tri móc nối Savina anh biết rồi. Giờ anh muốn biết Savina nhảy vô liên doanh với Thái Long không? Để chiều về em sẽ nói kỹ với anh. Anh không đợi tới chiều. Giờ em chỉ nói có hay không thôi. Em đã bị họ lừa. Đủ rồi. Sao? Cậu đã tỉnh ra chưa? Nếu cứ nhắm mắt tin lời nó thì công ty bây giờ ra sao? Má nói thêm tin nữa để con tỉnh hẳn ra khỏi cơn u mê về con vợ yêu của con. Sau khi lợi dụng con Thư làm đòn nghi binh để đánh Thái Long, lão Trần đã lánh mặt để tay Lưu lên thay, đánh con Thư một đòn chí mạng. Giữa lúc con Thư bụng bầu sắp sanh, tụi nó đều đi Hồng Kông để làm gì? Để xin nghỉ chứ còn làm gì nữa. Tạm thời má đúng, nhưng con chưa thấy người đàn bà nào ghê gớm như má. Cháu thấy nó ăn nói với má nó như vậy, nghe được không? Tất cả thủ tục vay vốn của Savina má đã thảo luận chi tiết với họ rồi. Con chỉ việc tới hoàn tất giấy tờ. Còn nếu không muốn thì thôi, vì má vẫn để cho con toàn quyền quyết định. Lúc nào con hoạn nạn, má vẫn luôn ở bên con. Bác chào cháu. Chào bác. Em nghĩ sao về chuyện này? Anh muốn nói về công ty hay về má anh? Có thể bà đúng, nhưng cái đúng kèm theo sự tàn ác liệu có còn là đúng không? Bà quyết dạy cho anh một bài học: tin vợ hơn tin mẹ thì sẽ đại họa ra sao? Vừa rồi của má anh em không tiện nói. Thực tế chuyện công ty Thái Long vẫn chưa tới hồi kết thúc. Điều đó đối với anh không còn giá trị gì nữa, vì không thể khước từ sự can thiệp của Sabina. Và Thư thì đã suy sụp, đã mất uy tín trong mắt bạn bè. Chị ấy chỉ là nạn nhân thôi. Không đúng hẳn vậy. Nếu không tự tin và tự kiêu thái quá, cô ấy đã không bị ông Trần lợi dụng. Má anh đã đúng khi nói anh vì quá tin cô ấy mà chút nữa đẩy công ty tới chỗ phá sản. Con thấy sao? Đã thấy được bên ngoài mờ mờ. Con thấy gì? Bàn tay của ba
Nhưng ngó ra ngoài ánh sáng hơi nhức. Vậy là tốt rồi. Hai tuần nữa có thể bỏ băng. Bà có tin gì thêm về Trọng không? Từ hôm ba lên biên hòa cho tới nay vẫn chưa có tin mới gì về nó. Chuyện nó ra viện không phụ thuộc vào bệnh viện mà do bên công an và bà già nó. Bác chưa thay băng à? Bác vừa thay xong. Cháu ở lại đây với Sơn ha. Dạ. Anh uống thuốc đi. Mắt anh sao rồi? Em tính lên trước khi mở băng, nhưng thuốc chưa được nên không kịp. Vẫn không thấy gì. Tội nghiệp anh quá. Em mong từng ngày từng giờ, ngày nào em cũng thắp nhang. Anh không biết em thương anh chừng nào đâu. Anh sẽ bị mù suốt đời. Anh mù em vẫn thương. Em sẽ ở bên anh suốt đời. Anh nói thương em đi. Tha lỗi cho anh. Ở em không có điều gì khiến anh phải chê trách cả. Thời gian qua anh còn biết ơn sự chăm sóc của em. Nhưng có lẽ tình cảm trong anh đã giá lạnh rồi. Em không cần anh yêu. Em chỉ cần anh cho em được yêu là đủ rồi. Anh gật đi. Thông cảm cho anh. Chuyện gì vậy bác sĩ? Má anh vừa tới, đang ở phòng giám đốc. Đây là cơ hội để anh gặp bà ấy, nói chuyện ra diện của anh. Cảm ơn bác sĩ. Làm như sự tình cờ, đừng lộ cho ai biết là tôi báo anh biết. Dạ. Việc giữ anh ta không thể nào kéo dài mãi được. Bà nên tính lại đi. Cho nó ra viện vào lúc dư luận còn chưa nguội thì sẽ rắc rối ngay tức thì. Xin bác sĩ thông cảm, cho nó ở thêm một thời gian nữa. Đây là tiền viện phí tôi ứng thêm cho nó. Bà đặt tôi vô thế quá kẹt. Hãy cất tiền đi, số tiền trước đây vẫn còn nhiều. Sự thông cảm của bác sĩ là vô giá. Bao nhiêu tiền cũng là nhỏ. Nếu bác sĩ không nhận thì coi số tiền này như phần đóng góp vào quỹ từ thiện giúp bệnh nhân nghèo của tôi vậy. À, sao con ngồi đây? Đừng nói má con nữa. Tôi đã nghe hết chuyện bà và ông giám đốc nói với nhau. Vậy con muốn gì? Tôi muốn bà vô gặp ông giám đốc, yêu cầu cho tôi ra viện. Nếu không tôi sẽ chết ở đây. Tôi hứa danh dự sau khi tôi ra viện, tôi sẽ biến khỏi thành phố để bà hoàn toàn được yên thân. Con cần phải hiểu, má để con ở đây là cứu con. Không nói nhiều nữa. Tôi với bà lên phòng cùng gặp giám đốc. Con bỏ cái đó đi. Để bệnh nhân vô xe tôi vậy. Bà ghê lắm. Nhưng tôi không thua bà đâu. Vẫn còn lên cơn như vậy, con phải chịu khó ở thêm một thời gian nữa con à.
Vì muốn cứu con, má phải đau lòng để con ở lại đây. Con ghê lắm. Thua vào đâu? Mặt anh ấy có bộ rất tỉnh. Tỉnh mà nó lên cơn mới đáng sợ. Tôi cho chuyện Việt Nam gia nhập WTO là một bước tiến và là tất yếu nếu muốn hòa nhập nền kinh tế Việt Nam vào kinh tế toàn cầu. Nhưng nếu gia nhập vào lúc này là đốt cháy giai đoạn, là chưa nên. Cứ cho là anh đúng, thì chuyện Việt Nam có gia nhập WTO hay không vẫn quyết định ở những lá phiếu chủ quan của các nước có máu mặt trong tổ chức này. Có nước đòi phải đủ hết mọi tiêu chuẩn mới cho vào, nhưng cũng có nước không tiêu chuẩn nào cũng vô được. Như vậy anh bận tâm làm gì, khi những thằng có máu mặt nó chỉ thiên về ủng hộ những nước có chế độ chính trị dễ bảo. Đã có nước cho WTO là bộ tư lệnh của chủ nghĩa thực dân hiện đại. Chào ông. Các anh là? Chúng tôi ở phòng điều tra công an thành phố. Ông là Quỳnh Đặng. Dạ đúng. Còn ông là? Tôi là hàng xóm, là bạn anh Đặng. Đây là giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Nguyên, bạn của tôi ở gần đây. Xin phép giáo sư cho chúng tôi được làm việc riêng với ông Đặng. Các anh cứ tự nhiên. Sáng nào chúng tôi cũng qua lại nhau đàm đạo. Bây giờ cũng tới lúc về rồi. Tôi về nghe anh Đặng. Anh về. Mời các anh. Chúng tôi có trách nhiệm điều tra về cái chết đột ngột có nhiều nghi vấn của ông Thức. Chúng tôi được biết ông chính là người đưa ông Thức từ bệnh viện về nhà. Sau đó có vài lần ông và ông Nguyên tới thăm. Các anh cần hỏi kỹ điều gì, nếu biết tôi sẽ xin cung cấp đầy đủ. Sao hôm nay ông về sớm vậy? Tôi và ông Đặng đang ngồi nói chuyện thì một xe công an chạy vào. Họ đi mua đất à? Bà lạ thiệt. Cứ ai lên đây là mua đất. Tôi phải tế nhị về ngay nên không biết họ tới làm gì. Nhưng thái độ của ông Đặng hết sức hốt hoảng, cứ như là ông ấy biết trước sẽ có ngày công an tới vậy. Có chuyện đó sao? Những ngày gần đây ông ấy có nhiều biểu hiện bất thường. Tôi cho là ông ấy đang có điều gì giấu giếm, trăn trở. Xe con Thư. Sao nó lên đây giờ này? Anh cứ về. Khi nào cần tôi sẽ gọi sau. Dạ. Thư, sao vậy con? Cho con vô nhà đã. Hay con đau bụng? Dạ không phải. Đóng cửa lại giùm con đi má. Chuyện gì xảy ra không biết nữa. Bà thử gọi điện hỏi thằng Khoa coi. Sao giờ này nó vẫn chưa về? Đúng ra cô ấy phải về trước con. Chắc chắn Thư đã biết sai rồi.
Con xin má rộng lượng và đừng gay gắt với cô ấy. Má sẽ hết sức dịu dàng vì nó sắp tới ngày sanh, nhưng rộng lượng thì chưa. Má nói con đừng buồn, khi chưa được biết đích xác đứa con trong bụng nó là của con thì chuyện rộng lượng chưa thể có được. Con đã xin lỗi má rồi, sao má vẫn cứ cay nghiệt vậy? Im ngay! Nếu trong bụng nó là giọt máu của đứa khác, má cay nghiệt với nó có ăn không? Nhưng con đảm bảo với má là không có chuyện đó. Con đã tham khảo rất nhiều sách, là nhờ nhiều nơi tư vấn rồi. Anh đổi giọng mau quá ha. Vừa động tới vợ anh là quên ngay chuyện tôi vừa cứu công ty anh khỏi bể nợ. Chắc nó đó. Anh nói nó về đây. Má chồng không dạy được con dâu thì không phải là má chồng. Nói nó về ngay đây. Alo. Khoa đó hả con? Có chuyện gì mà con Thư lên đây đang nằm lả đây nè? Thưa má, không có chuyện gì đâu ạ. Thư nói muốn thay đổi không khí, nhưng con đang bận. Con sẽ lên giường ngay bây giờ. Con cảm ơn má. Chắc biết má ở đây, cô ấy đã lên thẳng trên giường. Mới vậy mà đã cuống cuồng bỏ tôi ở đây để lên ngay với nó. Con biết làm sao bây giờ? Thư sắp tới ngày sanh, và con cũng không muốn chuyện lan tới tay ba má Thư. Vậy má cũng lên. Trời ơi. Thôi được, con chịu má. Nếu nó chỉ là mình là mẩy thì con để má dạy cho nó một bài học. Ông có biết ông Thức là bị can trong hai vụ chạy án đang bị khởi tố? Chuyện này báo chí đang công khai trong một thời gian dài. Đương nhiên tôi không thể không biết. Nhưng tôi chỉ quan hệ trực tiếp với ông Thức trong một lần tới khám tổng quát ở bệnh viện, tình cờ biết được ông Thức đang điều trị ở đó. Ông nghĩ sao khi những người hàng xóm đều có lời khai về cái chết của ông Thức nằm trong tính toán của một số người? Chuyện này tôi không rõ. Theo tôi, chỉ căn cứ vào lời tố cáo của anh Trọng, một bệnh nhân tâm thần, thì không thể coi là bằng chứng vững chắc được. Ông có ý kiến gì về việc cô Thuần, cô con dâu từng bị vợ chồng ông Thức ngược đãi, lại trở thành trợ lý luật sư bào chữa, sau đó thường xuyên gần gũi chăm sóc chính người bạc bẽo với mình? Tôi cũng ngạc nhiên như các anh khi biết người chăm sóc ông Thức lại chính là cô Thuần. Nhưng suy nghĩ thật kỹ, tôi thấy có lẽ mình bị nhiễm thứ tư duy phổ biến hiện nay, là những người tốt quá không còn được tin là người tốt. Ông có biết thỉnh thoảng hai bà vợ đã ly hôn của ông Thức dẫn tới nhà? Tôi có nghe cô bé giúp việc nói. Chuyện ra sao chắc các anh phải hỏi cô. Chúng tôi rất cảm ơn những thông tin ông cung cấp. Ngoài những điều đã trao đổi theo yêu cầu của chúng tôi, ông có muốn nói thêm gì nữa không? Có một chuyện tôi hết sức băn khoăn, không biết nói với các anh có tiện không? Ông cứ nói. Cách đây mấy tháng, ông Thức có đưa cho tôi một cái bì thư dán kín. Ông ấy nói trong bì thư là chiếc thẻ ghi tên tôi tới ngân hàng mở học kép mang tên ông. Rồi sau đó ông qua đời. Cuộc trao đổi chỉ có hai người à? Hôm đó có mặt cả ông Nguyên. Ông Thức nói muốn tới ngân hàng công thương mở học kép phải thêm giấy ủy quyền có công chứng của ông ấy. Giấy ủy quyền đó ông ấy sẽ đưa sao? Lúc đó chúng tôi hiểu ông ấy chỉ muốn đưa trước khi nhắm mắt. Ông có nhận giấy ủy quyền đó không? Không. Khi hay tin ông ấy qua đời, tôi và ông Nguyên tới ngay hỏi cô bé giúp việc. Cô ấy nói không biết gì về chuyện này. Cô ấy kiếm khắp nơi mà không ra tờ giấy đó. Tôi đã nghĩ là ông ấy không kịp làm. Ông có thể cho chúng tôi coi chiếc bì thư ông Thức đã đưa ông? Đây cũng là chuyện rắc rối nữa. Sau khi nói cô bé kiếm tờ giấy ủy quyền không được, tôi về nhà kiếm chiếc bì thư mà cũng không thấy đâu. Nhiều ngày qua tôi lục tung không thiếu chỗ nào trong nhà, cũng không thấy. Có thể ai đó đã lấy mất. Nhà này không có người lạ vào, còn người quen chỉ có vợ tôi và vợ chồng thằng con trai.
Cả ba có tình cờ hay lục lọi thấy chiếc bì thư cũng không biết để làm gì. Rất cảm ơn ông về thông tin này. Ông đó là giáo viên về hưu ba cô Hằng, còn bà mới vô là má cô Hằng. Trước cũng là giáo viên nhưng nghỉ hưu lâu rồi. Bà đó là bà nội cô Hằng. Ngày nào bà cũng đi chùa gần đây, giờ mới về. Như vậy trong nhà chỉ có hai bà già thôi. Bốn đứa em của cô Hằng đều đi học vắng nhà. Dường như ngày nào cô Hằng cũng tới văn phòng của luật sư Dân Hồng, nói với hàng xóm là cô ta làm việc ở đó, giờ cũng sắp về. Thuần nói bà Vân Hồng quản lý cô Hằng rất chặt, để cô ta không bị người khác lôi kéo. Cô ta kìa. Để tôi qua. Tôi thấy mạo hiểm quá. Anh an tâm đi. Xin chào. Chị là ai? Theo lệnh của ông Thái, tới gặp cô trả lời về yêu cầu của cô vô công ty Thái Long làm việc. Chúng ta đã gặp nhau rồi mà. Mời chị vô. Thưa bà, thưa má, con mới về. Cháu chào bà. Cháu chào à, bà. Chào cháu. Đây là chị bạn cũ, từng học lớp trên con. Chị ngồi chơi, tôi vô trong thay đồ. Mời con ngon nước. Dạ. Alo. Em đây. Gì vậy cưng? Em về tới nhà, bất ngờ người của công ty Thái Long đón ở cửa, nói gặp để bàn về yêu cầu của em cho làm ở công ty của họ. Em cứ tiếp họ đàng hoàng. Nhưng khi bàn về chuyện vô công ty, em dứt khoát nói chỉ bàn khi có luật sư của mình. Dạ. Alo. Xin chào luật sư, tôi Dân Hồng đây. À, xin chào đồng nghiệp, có chuyện gì vậy? Ông không chơi đúng luật. Ông đã hẹn gặp làm việc với tôi, sao lại phá rào để người của Thái Long tới gặp thân chủ của tôi? Sao? Tôi không hề biết chuyện này. Tôi sẽ kiểm tra lại ngay bây giờ. Chào luật sư. Có việc này muốn nhờ chú đây. Những việc vi phạm pháp luật, Thịnh này tuyệt đối không dính vô đó. Sợ tù vậy à? Đừng kích tôi. Chuyện này sở dĩ phải nhờ tới chú, vì cô Bích Hằng, người chú giới thiệu qua tôi, vừa gọi điện tới báo người của Thái Long đã thuê xã hội đen đến tận nhà gây áp lực với cô ta và gia đình. Tụi nào mà giỡn mặt vậy? Được rồi, để tôi nói chuyện phải quấy với tụi nó. Chuyện gì vậy anh? Em muốn coi cho biết xã hội đen hành động sao không? Muốn. Vậy thay đồ lẹ lên, để danh cho vui. Ok. Bảo Lan hả? Có tin nóng về công ty Thái Long chơi luật xã hội đen, Lan huy động các bạn tới được không? Ok, cảm ơn Lan.
đừng đòi phải có luật sư nữa mà dạy. Vì nếu cô có luật sư, Thái Long cũng sẽ có luật sư. Luật sư của cô thắng, cô sẽ có lợi nhuận, đương nhiên là như vậy. Nhưng luật sư của cô thua, cô sẽ bị truy tố về tội tống tiền. Chị đừng nói dọa tôi. Tòa biệt thự làm văn phòng của công ty Thái Long hiện đứng tên tôi. Bên Thái Long có luật sư trời, cũng không thể đổi khác được. Vậy thì còn chờ gì? Cô và bà Vân Hồng không phát đơn kiện liền đi. Đó là việc của bà Vân Hồng. Tôi đã ủy nhiệm cho bà ấy toàn quyền giải quyết chuyện này. Cô đừng nói bậy. Tôi biết chính cô cũng dướng. Cả nhà cô chưa ai biết chuyện này. Nên cô chỉ muốn chọn giải pháp vừa có quyền lợi cao nhất, vừa xóa sạch dấu vết để không bị tai tiếng cho cô và gia đình. Chuyện gả con cho người nước ngoài chỉ để đứng tên nhà vốn không hề tốt đẹp đúng không? Cô có muốn tôi mời bà nội và má cô ra nói công khai chuyện này không? Chị muốn gì? Tôi chưa nói hết. Tại sao chỉ có tòa biệt thự mà bà Vân Hồng phải mất công gian quá nhiều bẫy, mua chuộc cả báo chí để đánh công ty Thái Long, trong khi chỉ cần làm đúng một tờ đơn lên tòa án? Thật ra bà ta muốn đi xa hơn, muốn cô lọt vô gia đình Thái Long. Như vậy sao phải hôn nhân thiệt với ông Thái, sau đó từng bước đòi hỏi quyền lợi? Quyền lợi đó được hay không chưa biết, vì người ta đâu ngồi yên để kẻ khác tước đoạt. Nhưng cô sẽ thành vợ ông Thái và suốt đời làm con cờ trong tay luật sư Vân Hồng. Tôi không tham vọng và không nghĩ vấn đề đi quá lớn như chị. Tôi chỉ cần bồi hoàn cho tôi một số tiền vừa đủ để thay đổi hoàn cảnh gia đình, coi như trả nghĩa với ba mẹ. Sau đó lặng lẽ hủy hợp đồng hôn nhân. Tôi sẽ về bàn với ông Thái giúp cô toại nguyện, và chính ông Thái sẽ thay cô để bồi thường thỏa đáng cho bà Vân Hồng. Không biết bà ấy có chịu không? Có cần báo công an không? Để bùng nổ, dân trong xóm náo loạn rồi hãy kêu. Có thằng cảnh mang ngoài cửa kìa. Thằng này tập sự nên mới ngu vậy. Mình có nhào vô xử nó không? Đừng nóng. Biết đâu má Vân Hồng cùng lúc kêu cả công an. Đợi tụi nó ra, biết băng nào rồi mới nói chuyện. Có phải anh Thái ngồi đó không? Đúng hắn rồi chứ ai. Có hắn, chúng ta có thể vào nhà. Bây giờ tôi tới nói chuyện với hắn, hay chú vô mời các chiến hữu ra nói chuyện? Cho em vô với. Cũng được, để em biết cảm giác mạo hiểm và thấy các anh chơi đẹp không sợ tới bạo lực. Thực hiện luôn. Xin chào. Sao anh biết tôi ở đây? Cứ ngồi yên, chút nữa sẽ có câu trả lời. Bây giờ tôi nhờ anh dẫn anh bên kia đường qua đây, để tôi mời một ly cà phê thể hiện tình hữu nghị. Tin tôi đi. Ủa, chị Tú, sao em biết chị ở đây? Lâu quá. Sao không thấy chuyện gì xảy ra? Không lẽ chị Vân Hồng nhận được thông tin sai? Trời, suốt ra ngoài khó vô trong mà không ăn. Vậy ông thua rồi, phải chung đỏ nha. Từ từ coi sao. Nino, Minh cũng là một tiền vệ rất lợi hại của
Bác sĩ, đừng nói nhiều nữa. Tôi rất hiểu hoàn cảnh của anh. Đây là lúc thuận lợi nhất để anh ra khỏi bệnh viện. Nhưng không nhân gì hết. Lẹ. Anh mặc vô đi. Anh chỉ cần nhớ một điều, đã ra ngoài rồi thì đừng để bị bắt vô đây lần nữa. Vì như vậy người ta sẽ truy ra tôi giúp anh. Dạ. Hàng rào này chỉ có người tâm thần mới không biết cách vượt qua. Tôi sẽ không bao giờ quên đâu bác sĩ. Ừ. Chúc anh thường lộ bình an. Ông bà con về ạ. À, đã mang đồ ăn về cho mấy cháu chưa? Dạ có rồi ạ. À, con cảm ơn bà. Con về. Chào cô Thư ạ. Chị Chính về. Tất cả đều nói ông Trần đã rời khỏi Việt Nam. Có lẽ ông ta không ngờ con biết chuyến bay hoãn qua ngày mai. Không điện thoại hoặc gặp trực tiếp được, con có thể email cho ông ấy kia mà. Còn meo mèo gì nữa. Đã từ lâu mà muốn khuyên con bỏ Sabina đi. Với khả năng của con, thiếu gì nơi trọng dụng. Với lại chuyện trong nhà con hơi cứng, chứ mềm mỏng với má Khoa một chút. Con về hỗ trợ cho Khoa, còn được cả đôi đường. Đằng Khoa là một công ty lớn, chứ có phải nhỏ đâu. Má ơi, sao chuyện của con với má Khoa má vẫn cứ không hiểu đúng hoàn cảnh của con. Còn thiếu điều gì con không nhẫn nhục để mong được êm thấm với má Khoa đâu. Về điều này tôi không tán thành với bà. Tôi không thể chấp nhận được chỉ vì để dạy cho con trai và con dâu một bài học. Bà ta đã phản bội lại Thái Long, mở cửa đón Savina vào nhà. Con sẽ không rời Savina dù bất cứ sự khắc nghiệt nào đến với con. Trước sau con vẫn tin mình đúng. Savina đang hết sức sai lầm. Con muốn ở lại để chứng kiến hậu quả sai lầm này của họ. Sau đó đi đâu con mới đi. Con giống ai mà bướng bỉnh quá vậy? Đã thất thế rồi thì phải dũng cảm nhìn nhận sự thất thế chứ. Con biết má rất thương con, nhưng ở đời thất thế chưa chắc đã là thất bại. Thôi thôi, ba đồng ý với lựa chọn và sự suy nghĩ của con. Trong chân lý không có sự phân biệt giữa ông chủ và người làm thuê. Con vẫn tin ông Trần là người hiểu được con. Trời. À, xin lỗi, tôi không biết. Anh Trọng. Em đừng nói lớn. Anh được về khi nào? Anh trốn về. Nhưng mắt Sơn bị gì sao? Vậy anh không biết gì à?
anh có nghe. Nhưng mấy bữa trước bác Năm lên thăm anh hỏi, bác nói không hề có chuyện anh đánh Sơn và Thuận. Có lẽ bác nói để anh an tâm. Anh có đánh khiến anh Sơn bị mù và chị Thuận bị thương nặng, hiện phải nghỉ làm việc để điều trị. Anh đã hại Sơn và Thuận rồi. Trời ơi, tôi là thằng khốn nạn, tôi không đáng sống trên đời này. Để em vô kêu anh Sơn và bác Năm. Không được, em tuyệt đối không được nói ai biết anh về đây. Nhưng anh đi đâu? Bích, Bích ơi. Dạ, em vô liền bây giờ đây. Đi đâu anh sợ nói em sao? Em có tiền cho anh mượn một ít, hiện không có một xu dính túi. Dạ, anh chờ em một chút. Sơn ơi, ngàn lần mình mong Sơn hãy tha tội cho mình. Thuần ơi, hãy tha thứ cho anh. Anh không đáng sống một ngày nào trên đời này nữa. Bác Năm ơi, cháu chỉ muốn chết thôi. Anh Trọng, anh Trọng ơi, anh Trọng ơi. Bích, Bích à. Dạ. Sao anh ra đây mà không kêu em? Anh có kêu nhưng không thấy em. Em vừa kêu ai vậy? Đâu có, em vừa chạy về với ba em. Ở trong phòng anh nghe gì có tiếng ai kêu khóc. Chắc anh tưởng tượng ra thôi. Để em đưa anh vô phòng. Anh nghe có tiếng của Trọng. Hay trên biên hòa có chuyện gì xấu xảy ra với nó. Anh muốn nghe nhạc không? Em mở nhạc cho anh nghe nha. Em qua nói ba anh gọi điện lên biên hòa coi Trọng có chuyện gì không. Anh nghe có tiếng Trọng mà. Anh đã nói vậy thì em cũng nói thiệt. Anh Trọng vừa trốn bệnh viện về tới đây, nhưng khi biết chính anh ấy đã đánh anh mù và Thuần bị thương, nhưng lúc em vô lấy tiền anh ấy bỏ đi. Tội nghiệp Trọng. Em chỉ sợ anh ấy trở lại bệnh tâm thần. Biết bỏ đi thì không sợ bệnh, nhưng trong túi không có một xu. Người dì Trọng rất dễ làm chuyện quá đáng. Xe nào tới đây giờ này? Bà Đặng với thằng Khoa tới không à? Chào anh. Con chào ba má. Sao chị lên chơi trễ vậy? Mời chị. Con chào má. Ngồi đi con. Nghe thằng Khoa nói con Thư mệt, đang bận công chuyện, tôi phải theo nó lên đây. Con mệt sao con? Sao con chủ quan vậy? Đang thai nghén sắp tới ngày sanh, không thể vui lên là đi đâu cũng được con à. Con chỉ mệt chút xíu thôi, bây giờ con cũng đã đỡ rồi. Chị ngồi chơi, để tôi đi pha bình trà. Dạ. Má cứ ngồi chơi với má con, để con dọn rồi pha nước cho. Em đang mệt cứ ngồi nghỉ, má cứ để con lo hết cho. Nhà cũng vừa ăn tối xong. Em cứ để anh lau cho. Con xem Thư nó cần giúp gì, làm hết luôn rồi ra đây nói chuyện. Dạ mời chị. Chị lên thăm cháu rồi, tôi cũng nói rõ để chị thông cảm. Chiều nay cháu nó về luôn đây là do bị sốc từ chuyện không hay xảy ra ở công ty Savina. Chuyện gì vậy con?
Anh chưa nói cho má biết hả? Má biết trước khi anh nói. Anh chị thấy con gái và con rể của anh chị kẻ tung người hứng hay chưa? Khi cùng trên đường lên đây, nó cứ sợ tôi nổi nóng, làm mất lòng vợ nó. Bây giờ có mặt cả ba má Thư, má để cho con nói. Con muốn nói gì thì con nói đi. Có chuyện gì mà quan trọng vậy chị? Vậy ra chị và Khoa lên không phải là chuyện để thăm con Thư. Nói đi con trai. Thưa ba má, vừa qua khi Thái Long có chủ trương điều tiết đầu tư, các doanh nghiệp Việt Nam trong liên doanh rất hoang mang. Con, Trần Tri và một số người khác nữa có hỏi ý kiến Thư, vì lo Sabina nhảy vô can thiệp vốn. Thư quả quyết điều đó không xảy ra. Ai nấy tin Thư nên tôn trọng đường lối của Thái Long. Nhưng thực tế không phải vậy, Sabina vẫn cứ can thiệp. Chuyện này Thư đã nói với ba má rồi. Nó không ngờ bị những người lãnh đạo ở Sabina lừa mình. Bà cứ để cho Khoa nói hết coi sao. Nếu không có khẳng định của Thư, các doanh nghiệp Việt Nam trong liên doanh chấp nhận sự can thiệp vốn của Sabina ngay từ đầu sẽ không bị khủng hoảng và thiệt hại nhiều tỷ. Vậy Sabina can thiệp vốn tốt hay là xấu? Thứ ba, vấn đề quan trọng ở đây là thời điểm. Các doanh nghiệp Việt Nam vì trọng chữ tín với Thái Long nên tất cả cùng mấp mé bên bờ vực phá sản. Trong kinh doanh đã chấp nhận mạo hiểm thì mấp mé vẫn chưa phải là chết. Nhưng do thông tin của Thư sai nên mạo hiểm là chắc chắn chết. Trong chuyện này, má con từ đầu tới cuối vẫn nhận định Thái Long rất chủ quan về thực tế Việt Nam nên sẽ thất bại vụ điều tiết vốn, và nhất định Sabina sẽ đục nước béo cò nhảy vô can thiệp. Nhưng con đã không nghe. Đến giờ má con đã đúng. Sự tỉnh táo của má con đã cứu công ty thoát khỏi bể nợ. Còn các công ty khác? Các công ty khác, kể cả kỷ nguyên của Tri Nương cùng theo má con từ đầu nên đã thoát hiểm. Ý con sao? Con cứ trình bày với má chồng con những điều con đã nói với ba má hồi chiều. Má luôn tôn trọng dân chủ, con cứ thoải mái nói hết quan điểm của con ra đi. Chuyện em thông tin sai là rõ ràng rồi. Dù nói cách nào cũng phải thừa nhận trong chuyện này má đã đúng. Theo anh, em nên dũng cảm nhận ra sai lầm của mình. Nếu đúng như Khoa nói thì con sai rồi. Con xin lỗi má Khoa đi. Con xin lỗi má, con đã sai. Em cứ ngồi xuống đã. Còn mấy chuyện nữa má đã nói với anh, sau khi em xin lỗi má sẽ đợi chúng mình về văn phòng công ty ở. Con cảm ơn lòng tốt của má. Con xin lỗi, con rất mệt. Tụi trẻ bây giờ là như vậy. Một lời xin lỗi là có thể được tất cả. Nhưng mà chỉ khi chúng nó phải trả giá thì mới chịu mở miệng. Lỗi cũng tại chúng tôi không biết dạy con. Tôi cũng xin lỗi chị một phần. Trên đời này tôi mới thấy có một người má chồng theo con dâu về tận nhà cha mẹ đẻ để dạy dỗ nó như chị. Bà làm ơn vô trong đi. Em, anh ơi sao em? Em sao vậy? Má ơi, con đau quá. Đưa nó đi bệnh viện. Dạ, dạ. Nó sắp sanh rồi. Chúng ta lựa lúc để sòng phẳng với nhau, không đúng chỗ chút nào. Chú Tám, chú Tám đâu rồi? Dạ. Bà đi luôn với con đi. Có chuyện gì bà nhớ gọi điện về cho tôi. Được rồi. Anh an tâm, tôi sẽ đưa đến bệnh viện phụ sản tốt nhất hiện nay. Chạy lẹ về thành phố. Có khi hờ hững trôi.
một vòng tay rộng, vẫn ngọt ngào tiếng hát, vẫn dịu dàng đón bước chân ta đi về. Dù thế, hãy cho cuộc đời nụ cười, tin thế, hãy dâng cuộc đời nụ hồng, thắp một ngọn đuốc sáng, dắt dìu nhau bước tới tương lai rạng ngời. Trời đêm đường dài một mình bước mãi âu lo chất ngất. Yeah, người đến với ta một ngày nắng hồng, rồi nói với ta một lời mặn nồng, những muộn phiền đã hết, anh mình đã sang xua tan đêm dài. Người đến thắp lên trong ta hy vọng, người xóa hết trong tim ta tuyệt vọng, những buồn phiền đã hết, anh mình đã sang xua tan đêm đông. Người đến với ta một ngày nắng hồng, rồi nói với ta một lời mặn nồng, những buồn phiền đã hết.